Phật Pháp ứng dụng. Chư tôn đức tăng tại bổn tự, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta hôm nay. Trước hết thì chúng con xin được mạn phép kính vấn an sức khỏe hòa thượng chủ trì cũng như chư tôn đức tăng tại bổn tự. Kế đến là kính vấn an sức khỏe và chúc nhiều cái điều tốt lành đến với toàn thể Phật tử hành giả trong đạo tràng bổn môn Pháp Hoa của chúng ta. Cầu nguyện Phật gia hộ chứng minh cái sự tính tâm tu học của hành giả Phật tử chúng ta hôm nay, cũng như công đức nghe Pháp xin hồi hướng đến tất cả họ hàng của chúng ta, cũng như gia đình luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụ tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, để luôn mãi mãi sống an lạc trong chánh Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, đạo tràng bổn môn Pháp Hoa của chúng ta đó, đặc biệt hơn các đạo tràng khác là từ ở ngoài Bắc cho tới miền Trung, cho tới là miền Nam và các tỉnh miền Tây, miền Đông, hầu hết đều dùng cái thời điểm là 5 giờ sáng để trì niệm. Có phải không ạ? Ngay cả đạo tràng đây cũng vậy. Cho nên hễ nghe nói đi thuyết pháp 5 giờ sáng là người ta không biết là chỉ có ai. Chỉ có đạo tràng Pháp Hoa mới nghe giảng 5 giờ sáng thôi. Đó là điều đặc biệt của đạo tràng Pháp Hoa. Thế thì tất cả chúng ta là hành giả Pháp Hoa, thì chúng ta phải làm thế nào hiểu được cái đạo tràng mình ra sao, để cho hành giả chúng ta hiểu được cái pháp tu của Pháp Hoa của chúng ta trong cái đạo tràng, và làm thế nào để xiển dương cái đạo tràng qua tự nỗ lực tự thân của chúng ta tu học như thế nào, để ứng dụng ra xã hội ra sao, để mọi người thấy được đạo tràng Pháp Hoa là một cái đạo tràng thuần nhất đối với Tam Bảo chúng ta, là một đạo tràng thật tu thật học. Tâm nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta là vậy. Tôi được diễm phúc làm trợ lý cho Hòa Thượng mình 5 năm về trước cho tới bây giờ tiếp tục. Đó là một cái vinh dự lớn. Ngoài việc công việc trợ lý cho cái công việc Phật sự, tôi cũng như các vị cũng là đệ tử y chỉ của cụ mình, thì mình phải hiểu được cái tư tưởng và cái công hạnh của Hòa Thượng Tôn Sư, và hiểu được cái ý nghĩa của đạo tràng Pháp Hoa và phương pháp tu thực hành như thế nào cho đúng chánh pháp, xứng danh là một cái người hành giả Pháp Hoa thật sự mà mọi người phải kính nể. Trách nhiệm chúng ta là như vậy.
Vì vậy cho nên để cho đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Kỳ Viên, thành phố Nha Trang, hôm nay thì tôi xin mạn phép trình bày về cái nhận thức về đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Xin mời các vị cùng nghe. Như lúc trước, lần đầu tiên tôi đến đây giảng về ý nghĩa pháp y, phải không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là đạo tràng bổn môn Pháp Hoa và tinh thần tu học của đạo tràng như thế nào. Trong cái pháp tu của Đức Phật của chúng ta thì 84.000 pháp môn tu. Cho nên pháp môn nào cũng đưa con người tới sự an lạc giải thoát, nếu như cái tư tưởng và cái đường hướng tu tập nó đúng chánh pháp, thì tất cả những người hành giả tu theo pháp môn nào cũng về tới điểm đến, đạt được trí tuệ và mang lại sự giải thoát cho bản thân mình trong thực tại này. Riêng đạo tràng Pháp Hoa, mình đó là cái từ nói chung, nói tắt, chứ cái đúng nghĩa của nó là đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Mà đạo tràng bổn môn Pháp Hoa khác với đạo tràng Pháp Hoa ở điểm nào? Đạo tràng bổn môn Pháp Hoa là nói về cái thể tánh, nói về cái bản chất. Đạo tràng đó là đạo tràng vô tướng. Còn đạo tràng Pháp Hoa là đạo tràng nói về hình tướng. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà chúng ta gọi tắt thường gọi là đạo tràng Pháp Hoa thôi. Nhưng mà mình phải hiểu đủ cái bản chất và cái ý nghĩa thật sự pháp tu của chúng ta là trở về với bổn môn Pháp Hoa. Bổn môn là cái cội gốc. Cái Pháp Hoa coi như là trở về với tính Pháp Hoa, cái bản thể của nó. Cho nên cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa không có hình tướng, nó là vô tướng. Nhưng mà muốn đi tới được thế giới vô tướng của đạo tràng Pháp Hoa thì chúng ta phải dùng đạo tràng Pháp Hoa làm điểm tựa hình thức đầu tiên. Cho nên rằng hãy nói tới đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa chùa Kỳ Viên thành phố Nha Trang, đạo tràng Pháp Hoa chùa Ấn Quang tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay đạo tràng Pháp Hoa Lý Triều Quốc Sư ở Hà Nội, vân vân. Tất cả mỗi ngôi chùa mà có đạo tràng Pháp Hoa đều gắn tên của ngôi chùa đó. Mà hễ nói tới đạo tràng Pháp Hoa là đạo tràng có hình tướng. Mà hình tướng đó là gì? Là một đạo tràng sinh hoạt gắn bó với một ngôi chùa nào đó. Là điểm thứ nhất, đặc điểm của đạo tràng Pháp Hoa về mặt hình thức là phải sinh hoạt ở từ trong ngôi tự viện dưới sự hướng dẫn của một vị xuất gia. Cái thứ hai là có những hành giả như chúng ta ở đây. Hành giả đó là tu theo cái kinh Pháp Hoa, bổn môn Pháp Hoa của chúng ta, và có cái pháp y của cụ, do đích thân cụ truyền trao pháp y cho chúng ta. Cho nên đây gọi là hành giả Pháp Hoa. Về mặt hình tướng đều có tất cả những người tu theo Pháp Hoa, và những hành giả Pháp Hoa này đều có cái pháp y về mặt hình tướng. Và hình tướng thứ ba của đạo tràng Pháp Hoa đó là dựa vào kinh bổn môn Pháp Hoa để luôn trì tụng, để nắm được cái nghĩa lý trong kinh và tu luyện cho bản thân chúng ta. Và hình thức pháp y này thì chúng ta cũng biết là nó có ba cấp, phải không? Thứ nhất là y gì? Thứ nhất là y gì ạ? Sao gọi là y vàng? Y gì? Y thọ. Thứ hai là y mỡ. Thứ ba là y nâu. Phải nhớ điều đó. Đó là hình thức của đạo tràng Pháp Hoa ở tất cả một ngôi tự viện nào. Nói về mặt hình thức, nhờ cái hình thức này, chúng ta tu dựa trên cái bổn kinh này dưới sự hướng dẫn của quý thầy, để chúng ta tu luyện sửa đổi tính nết, để dấn thân vào trong cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Các vị biết được cái đạo tràng Pháp Hoa là hình tướng là như vậy rồi, phải không ạ? Rồi, hiểu được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi sâu hơn nữa, thế nào gọi là đạo tràng bổn môn Pháp Hoa? Đạo tràng bổn môn Pháp Hoa là đạo tràng vô tướng, một cái đạo tràng vốn thanh tịnh. Chúng ta đến đó thì chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh, giống như là một cái thế giới chư Phật á. Đến là chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh mới cảm nhận được. Mà bổn môn Pháp Hoa có nghĩa là chuyên không chuộng hình tướng, không đặt nặng về hình tướng, mà đặt nặng vào bên trong thâm khảm của mỗi con người chúng ta. Có nghĩa là sao?
Ví dụ như này, chùa Kỳ Viên này là trụ sở của đạo tràng Pháp Hoa, phải không ạ? Nhưng mà mỗi ngày 5 giờ sáng khi chùa Kỳ Viên tổ chức một cái buổi tụng kinh, tự động tất cả các hành giả ở mọi nơi đề tụ về chùa Kỳ Viên cùng với chư tăng tụng niệm theo thời khóa tu học của đạo tràng Pháp Hoa hình tướng, có phải không? Có nghĩa là khi mà một ngôi chùa nào có Phật sự thì từ chỗ không nó sẽ trở thành cái có. Có nghĩa là từ một ngôi chùa không có Phật tử, khi cần tất cả Phật tử tề tụ về đây. Và khi Phật sự xong thì trở đạo tràng trở về bổn gốc của nó, có nghĩa là rời khỏi cái hình tướng, trở về bổn độ của chính mình. Tôi lấy ví dụ là sáng nay tôi vô sớm có một vài Phật tử lác đác à. Nhưng mà khi bây giờ thì tất cả những hành giả bắt đầu tề tụ đúng thời, đúng duyên, nó sẽ thực hiện. Và khi xong mỗi người phải trở về mỗi nơi của chính mình. Khi cần thì đạo tràng có hình thức gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Khi mà Phật sự xong, tất cả trở về bổn độ, có nghĩa là đạo tràng trở về đạo tràng bốn môn vô tướng đó, là trở về một cái nơi thanh tịnh vốn có của chúng ta. Cho nên cái đạo tràng này nói rộng á là cả mười phương thế giới, nói hẹp á là trụ tại chùa Kỳ Viên. Có nghĩa đây là hình thức của đạo tràng Pháp Hoa. Còn đạo tràng bốn môn Pháp Hoa là đạo tràng không có con người hành giả tu tại chùa Kỳ Viên, nhưng mà bản chất nó chứa đựng đây là nơi đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Khi cần là sẽ có hình thức thị hiện, khi không cần nữa đạo tràng Pháp Hoa sẽ trở về cái bản không của nó, có thể trở về cái tánh thanh tịnh của ngôi chùa Kỳ Viên này. Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về với cái bổn gốc của chúng ta, nương hình tướng để trở về bổn gốc. Vì chúng ta chưa có một cái sự hoàn toàn, cái tâm thanh tịnh, cho nên phải dùng hình tướng đạo tràng như thế này để mà hỗ trợ cho chúng ta trở về cái mà vô tướng. Cái đó là cái thực tế bốn môn Pháp Hoa, đạo tràng bốn môn Pháp Hoa, có nghĩa là không đặt nặng hình tướng mà đặt nặng về bản thể. Có nghĩa là cho dù bình thường mỗi sáng 5 giờ sáng chúng ta tề tụ về ngôi chùa Kỳ Viên này để tu niệm, đó là hình thức. Rồi ngoài ra chúng ta còn trở về nhà để mỗi người tự tu cho bản thân mình nữa. Đạo tràng, chỗ nào cũng có đạo tràng bổn môn. Chỉ cần chúng ta có thành tâm, chúng ta có tinh tấn tu hành thì chúng ta tự tạo cho chúng ta trở về và luôn sống với đạo tràng bổn môn. Còn trở về chùa Kỳ Viên đó là trở về cái hình thức của đạo tràng Pháp Hoa để cùng sinh hoạt, để cùng với các vị xuất gia tu học. Đó là cái hình thức để duy trì và phát triển cái hình thức này, nương theo này để phát triển và phổ biến rộng rãi về cái hạnh của người hành giả Pháp Hoa và cái đức tu cũng như cái công việc Phật sự mà hành giả Pháp Hoa cần phải lao vào trong cuộc đời này. Cho nên các vị thấy là bốn môn Pháp Hoa thì chỗ nào cũng có thể tu được và chỗ nào cũng vào được đạo tràng bốn môn Pháp Hoa. Chỉ cần tâm mình thanh tịnh, chân thành thì chư Phật hiển bày. Cho nên chúng ta mới đủ tư cách là thường ở nhà chúng ta cũng trì niệm, vô chùa chúng ta cũng trì niệm, chỗ nào cũng trì niệm được, lên xe chúng ta cũng trì niệm được, như Hòa Thượng của chúng ta. Khi mà tôi đi công tác với Hòa Thượng trên máy bay, Hòa Thượng mặc nhiên âm thầm để trì Pháp Hoa. Đó là chúng ta sống với đạo tràng bốn môn bên trong của chúng ta. Dù cho có Hòa Thượng hay không có Hòa Thượng, tâm niệm chúng ta là hành giả Pháp Hoa đều luôn giữ được tâm thanh tịnh và sống với bổn môn Pháp Hoa, có nghĩa là sống với cái bản chất thanh tịnh vốn có của chính mình. Cho nên kinh Pháp Hoa bình thường là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, phải không? Khai thị ngộ nhập, khai thị mở bày cho chúng ta thấy, cho chúng sanh thấy được cái Phật tri kiến vốn có trong người chúng ta. Thì kinh Pháp Hoa mà bổn môn Pháp Hoa của Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta cũng vậy.
tất cả hình thức là nương theo tụng kinh, bái sám, làm Phật tử v.v. là tạo được một cái vai trò của người con Phật bằng cái giấc tu của mình để mình trở về với tánh thanh tịnh của chính mình. Cho nên mới có cái câu là đạo tràng bổn môn pháp hoa, nói đủ là cái bản thể chính xác đúng đắn là đi thẳng về tới bổn môn pháp hoa. Rồi bây giờ chúng ta là đang sống, đang sinh hoạt là phương tiện, là sống trong một cái hình thức của đạo tràng pháp hoa ở một lĩnh vực hình tướng, nương hình tướng để trở về cái vô tướng, có nghĩa là thể nhập vào cái đạo tràng bổn môn pháp hoa. Cho nên các vị phải nhớ, ví dụ nó là đạo tràng pháp hoa chùa Kỳ Viên, đó là người ta cảm nhận được đó là một cái đạo tràng có hình tướng, có hành giả tu học, có những cái đồng phục, có những cái kinh thực tế làm nền tảng cho cái đạo tràng đó tu học. Cũng giống như là đạo tràng niệm Phật chẳng hạn, thì một đạo tràng niệm Phật đó phải có những cái cộng đồng, phải có những người hành giả, và cái bộ kinh nào là bộ kinh làm nền tảng cho cái đạo tràng niệm Phật đó. Đó thì cái pháp môn nào cũng có một cái bộ kinh tiêu biểu. Còn đạo tràng pháp hoa của chúng ta lấy bổn môn pháp hoa làm tiêu biểu. Cho nên các vị thấy là kinh bổn môn pháp hoa không giống như kinh pháp hoa của hòa thượng chủ tịch của chúng ta dày như thế này, mà đúc kết lại do cái công đức tu niệm của hòa thượng tôn sư, cũng như là đúc kết từ những cái kinh nghiệm quý giá tu học của các bậc tiền bối trưởng lão đời trước mà hòa thượng đã từng cầu học, các vị chư tổ kết lại thành bảy phẩm trong bổn môn pháp hoa. Đó cái cốt lại cái cốt yếu làm nền tảng cho cái tinh thần pháp hoa của đạo tràng chúng ta. Cho nên khi nói tới đạo tràng pháp hoa là chúng ta liên đến hoa sen, phải không ạ? Mà hoa sen này là ám chỉ hòa thượng tôn sư nhắc nhở những người hành giả pháp hoa mình tu như thế nào để cái tánh của mình, thể tánh của mình giống như hoa sen. Có nghĩa là tu trong cuộc đời này, hòa hợp trong cuộc đời này mà không bị cuộc đời hòa tan chúng ta, không bị ô nhiễm bởi trần đời. Đó là cái hạnh hoa sen mà người hành giả pháp hoa cần phải đạt được. Nói về bản thể, bản thể là giống như là hoa sen, không hôi tanh mùi bùn. Cho dù chúng ta sống trong cuộc đời mà không có bị tiền bạc danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp nó làm nao núng và ảnh hưởng cái tâm pháp hoa của chúng ta, như vậy mới gọi là người hành giả pháp hoa. Và hành giả pháp hoa thì chúng ta cũng có hai phương diện, tự lợi và lợi tha. Hằng ngày chúng ta nương tựa vào cái đạo tràng pháp hoa hình tướng này để chúng ta tu niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, cho tới ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, để mà gạn lọc tâm hồn cho chúng ta từ cái phiền não loại bỏ, để mà đưa về cái tâm thanh tịnh vốn có. Phải nhờ cái hình tướng đạo tràng như thế này để đưa về. Khi chúng ta tu niệm như vậy rồi, bắt đầu chúng ta không phải ngồi mà tận hưởng cái sự an lạc cho bản thân chúng ta, mà chúng ta phải lấy những cái mà chúng ta có được, dấn thân vào cuộc đời để làm công tác Phật sự, làm cái vấn đề là dấn thân để làm lợi ích cho cuộc đời này. Đó là những cái người hành giả pháp hoa cần phải làm. Có nghĩa là tinh thần Bồ Tát đó, Đại Thừa Bồ Tát, chúng ta phải cần làm, chứ không phải chỉ tu cho chúng ta không. Cho nên các vị thấy là hòa thượng của chúng ta đó, cách đây là mấy chục năm về trước, đi hoằng pháp rất là khó khăn, mở đạo tràng pháp hoa cũng rất khó khăn. Người ta cho đạo tràng của chúng ta là đạo tràng mê tín, đạo tràng không đúng chánh pháp, đủ thứ hết trơn á. Nhưng nếu giả sử không nhờ cái đức và cái trí và cái khéo léo vận dụng của hòa thượng tôn sư chúng ta thì đạo tràng không tồn tại cho tới bây giờ. Và đặc biệt thực tế hơn nữa là hòa thượng trụ trì ở đây, nếu không khéo léo, không có nhờ cái đức tu hành và không nhờ cái sự gia bị của chư Phật, và không có nhờ cái tâm thật sự chân thành để tu niệm á, thì không có tồn tại được cái đạo tràng pháp hoa. Cho nên rằng mình muốn làm một việc gì, từ trước hết từ cái tâm chân thành của chúng ta, thứ hai là từ cái sự thật tu hành của chúng ta.
thì đi đến đâu chư Phật đều gia hộ cho chúng ta. Chính như vậy mà hiện nay đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta tồn tại trên đất nước Việt Nam này á, rất nhiều. Ở nước ngoài cũng có. Ngay miền Bắc không là 46 đạo tràng, mỗi đạo tràng trên 1.000 tới 2.000 người. Dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bảo Nghiêm mà do Hòa Thượng chúng ta giao. Ở miền Trung thì chưa có kết nối được nhiều, nhưng mà tôi được biết miền Trung thì các tỉnh miền Trung đều hiện hữu đạo tràng Pháp Hoa, nhưng mà người kết nối chưa có. Và rất may mắn của chúng ta là Hòa Thượng Tôn Sư mới vừa giao trách nhiệm cho Hòa Thượng trụ trì ở đây để đặt trách thế Hòa Thượng để trông nom và hướng dẫn cho đạo tràng Pháp Hoa của cánh miền Trung. Mà sắp tới đây Hòa Thượng sẽ kết nối các tỉnh thành ở miền Trung trở lại thành một mối, và miền Nam cũng vậy. Nếu đạo tràng của chúng ta là một đạo tràng tà kiến thì không tồn tại trên đất nước Việt Nam này, phải không? Và cũng không tồn tại cho tới bây giờ. Nếu chúng ta tu thật sự, làm việc Phật sự thì tự động nó sẽ phát triển, bởi vì nhờ chư Phật gia hộ. Cho nên chúng ta sống là sống, chúng ta sống với sự gia bị của chư Phật, sống với bản chất thanh tịnh thật tu của chúng ta, sống dưới lại cái sự hướng dẫn nương tựa của các vị tôn đức xuất gia. Đạo tràng Pháp Hoa luôn luôn đi theo cái sự hướng dẫn của một vị tu sĩ, chứ không phải là người đời hướng dẫn chúng ta được. Đặc điểm của Pháp Hoa là vậy. Không thầy đố mày làm nên, phải không? Cho nên phải có người hướng dẫn, mà người đó phải thực tu thực học. Cho nên ở đây thì đạo tràng của chúng ta vì cái điều kiện chưa đủ, và do cái sự nỗ lực của Hòa Thượng mà chúng ta đã có được trên 100 hành giả, như thế là đã quá quý. Và một số người thì có pháp y, một số người chưa có, phải không ạ? Nó còn mới mẻ quá. Và hình như là pháp y nâu chưa có, phải không ạ? À, chưa có. Thì bây giờ chúng ta cố gắng tu niệm như thế nào để nâng cái từ cái pháp y mở lên pháp y nâu. Thì tôi có giảng cái pháp y màu nâu là thế nào rồi, pháp y thọ, pháp y mở như thế nào là chúng ta biết. Không phải nhất thiết đúng 8 năm chúng ta mới lên được một cái y, không phải. Nếu như chúng ta có cái căn lành tốt, thật tu, thuộc kinh Pháp Hoa, đó cũng là đủ điều kiện cho chúng ta nâng y. Và khi mà lên y nâu thì những người mà thọ cái pháp y mở, có nghĩa là chuẩn bị thực hiện cái hạnh Bồ Tát á, dấn thân vào đời để tập làm Phật sự á, được như thế lợi ích cho mọi người, mình mới đủ tư cách nâng lên làm pháp y nâu. Mà pháp y nâu là cái người gọi là bên trong cái chất tu hành nó tương đối là vững chắc, xả thân để làm Phật sự, chứ không phải đeo y nâu để lãnh đạo thiên hạ, không có cái kiểu đó. Đạo tràng Pháp Hoa không có cái mà lớn ăn hiếp nhỏ, lâu năm hướng dẫn và điều hành giống như là chỉ huy những người nhỏ một cách là vô căn cứ, không phải vậy. Tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhưng khi chúng ta đeo pháp y là chúng ta biết cái tâm chúng ta tu hành ở mức độ nào. Những người đeo pháp y nâu là những người phải tâm giống như mặt đất, phải có sự kiên nhẫn, phải có sự nhẫn nhục, phải là thật sự là hạnh Bồ Tát, lót đường cho thiên hạ đi. Dấn thân như vậy mới đủ tư cách là pháp y nâu. Mà trong khi làm Phật sự thì chúng ta không thể nào mà không đối diện với những cái trần cảnh khó khăn, những cái vui buồn phiền não nó xuất hiện cho những người nào thường làm Phật sự. Mà khi đối diện như thế, tâm chúng ta vững mà không ảnh hưởng cái sự buồn vui khi chúng ta làm Phật sự, làm bằng bản chất của một người đệ tử chúng ta, Phật tử. Chứ ai mà làm Phật sự thì bảo đảm làm càng nhiều càng có phiền não, bởi vì nhiều chuyện khó nói lắm, phải không? Mà như vậy thì đứng trước những cái sự khó khăn, những cái sự thử thách mà mình vẫn tâm an lạc tự tại để làm Phật sự, thì người đó mới gọi là tâm ở mức độ y nâu. Cái tâm chúng phải nói hình thức, nhưng mà đeo hình thức để biết được cái khả năng trình độ là như vậy. Cho nên ví dụ sau này
Đạo tràng Pháp Hoa Chùa Kỳ Viên chúng ta có một vài người nâng pháp y nâu, có nghĩa là những người này là trực tiếp tạm thời thế hòa thượng chúng ta để đôn đốc, phải không, động viên và chăm sóc cái sự tu của đạo tràng hành giả của chúng ta. Và những người này phải là những người tiên phong thực hiện hạnh Bồ Tát, làm Phật sự quên mình là ai. Trách nhiệm của những người y nâu là vậy. Khi mà đạo tràng hành giả của chúng ta làm việc gì sai, những người y nâu này góp ý một cách rất nhẹ nhàng, chân thành và phải tôn trọng cái đối tượng của mình. Làm sao để mà thu hút được những người Phật tử sơ cơ mới vào trong đạo tràng? Làm sao để cho những người hành giả thấy rằng đạo tràng Pháp Hoa là một cái ngôi nhà chung của huynh đệ chúng ta cùng nhau tu, cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc đời, có cái sự đoàn kết, chăm sóc và không phân phia bè phái, và không làm cái, không có nhìn những cái lỗi xấu của con người khác, mà luôn nhìn tất cả con người có những cái ưu điểm hết. Như vậy là nhìn mỗi con người đều có cái tánh Phật, cho nên mình phải nhìn những cái tốt của họ để chúng ta tu. Cụ thường dạy tôi là như vậy, và thượng tôn sư của chúng ta. Cho nên chúng ta là đệ tử của hòa thượng, chúng ta là người được hướng dẫn của hòa thượng trụ trì ở đây, và được sự sanh ra từ cái hòa thượng tôn sư, thì chúng ta phải giống ở cái điểm là sống đúng theo tinh thần của đạo tràng Bốn Môn Pháp Hoa và đạo tràng Pháp Hoa mà chúng ta đã hiểu được cái nghĩa của nó. Cho nên ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Một hành giả Pháp Hoa mà không có nghe pháp, lễ bái, tụng kinh thì chưa đủ tư cách là một hành giả Pháp Hoa về mặt hình thức. Cho dù chúng ta thường tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý kinh để thực hành thì chúng ta cũng chỉ là hình tướng, cũng chỉ là một cái vấn đề ở da của đạo tràng thôi. Cho nên các vị thấy cái thời khóa bổn môn của chúng ta, làm gì làm trước hết phải lễ bái Phật, lễ sám hối trước, rồi muốn làm gì làm, có phải không ạ? Sau khi lễ bái xong, sám hối xong, rồi trì kinh cho tam nghiệp thanh tịnh, bắt đầu mới vô ngồi tụng kinh. Mà khi tụng kinh xong bắt đầu mới là xả cái những cái mà công đức mà chúng ta đã có được hướng về khắp chúng sanh, chứ không phải ôm bo bo ôm lấy trong người. Cho nên cái đó là cái tinh thần tu học của những người hành giả Pháp Hoa mà chúng ta phải để ý. Sống vì mọi người, tu cũng vì tất cả mọi người. Cho nên ở đây các vị thấy là đây là mấy hạt đấy? 7 hạt đúng không? Phải không ạ? À? 7 hạt kết thành một con bông hoa, biểu trưng cho đạo tràng Pháp Hoa. Có nghĩa là chúng ta là hành giả, là đại diện cho cái hạt ở giữa. Mình tu không phải do mình không, mà tu phải nhìn các bạn đồng nghiệp cùng tu với chúng ta. Cho nên ngay cái đạo tràng, cái hạt ở giữa này, hai phía trước có 2 hạt, phía sau cũng có 2 hạt, và hai bên trái phải đều có mỗi bên 1 hạt bao bọc lại chúng ta. Có nghĩa là đạo tràng Pháp Hoa là một đạo tràng sống trong cái niệm đoàn kết, tu trong cái sự đoàn kết, và hành động làm Phật sự cũng trong cái niệm đoàn kết, chứ không phải liên rẽ. Cho nên gọi là thất, là thất hạt mà lạc thành đó. Có như cái nghĩa này á, là giống như một cái hoa sen, khi mà nó rụng hết á, nó rụng những cái cánh á, cái đài sen nó vốn có, những hạt sen đó nó đại diện cho 7 hạt, mà 7 hạt này thì biểu trưng cho cái hành giả Pháp Hoa của chúng ta. Khi mà hoa lạc thành có nghĩa là cánh hoa sen mà nó rơi rụng hết thì lập tức là cái hạt sen nó sẽ hiển lộ. Hạt sen đó là cái sự giác ngộ mà mỗi con người đều phải hướng về. Cho nên mến nến có được như vậy thì bản thân chúng ta tu là tu cùng với các bạn đồng đạo, chứ không có phân năm xẻ bảy. Cho nên cái tinh thần đó là cái tinh thần chúng ta phải sống trong niệm đoàn kết, tu trong cái niệm đoàn kết, và thực hành Phật sự dấn thân cũng trong cái niệm đoàn kết, chứ không phải bà này phân biệt với bà kia, này kia đó, người này là đệ tử, người kia không đệ tử, người này là đạo tràng Pháp Hoa, người kia không là đạo tràng Pháp Hoa, thì chúng ta không ngó ngàng, là không phải.
Ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuyên tu trong đạo tràng Pháp Hoa, mà chúng ta phải biết tôn kính các đạo tràng khác dù không phải là pháp môn mà chúng ta tu. Cái tâm chúng ta phải biết tôn kính, phải biết đoàn kết cùng bạn đồng hư tu với nhau. Đó là cái vấn đề. Pháp Hoa làm như vậy mới được. Cho nên ở đây đó, tôi rất mừng và rất tán thán cái công đức của Phật tử của chúng ta. Thứ nhất, cho dù chúng ta, bổn sư của chúng ta, tôn sư của chúng ta là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng ở xa, rồi chúng ta vẫn trong lòng luôn nhớ Hòa Thượng luôn ở trong lòng chúng ta. Cho nên cái tâm niệm đó và cái tính tâm đối với Tam Bảo của chúng ta mới thôi thúc chúng ta, cho dù không có Hòa Thượng hướng dẫn, nhưng mà có người thừa kế Hòa Thượng là Hòa Thượng trụ trì ở đây. Chúng ta vẫn cố gắng tinh tấn mỗi sáng 5 giờ cùng nhau tới đây tụng kinh. Đó là cái điều rất tốt. Chỉ có những người thật tu mới làm được cái việc này. Điều này là cái điều hiển nhiên của chúng ta. Cho nên các vị cứ cố gắng duy trì về cái tinh thần Pháp Hoa này để chúng ta tu. Tinh thần Pháp Hoa là tu theo cái dạng mà tự lợi và lợi tha, giống như Đại Thừa Phật Giáo của chúng ta vậy. Khi mà mình muốn làm Phật sự, mình phải chuyên tu bản thân mình trước, từ nội tâm cho tới hình tướng. Thân tướng phải trang nghiêm. Khi trang nghiêm rồi, có đủ lực chúng ta dấn thân vào cuộc đời, làm lợi ích cho đời, hòa nhập trong cuộc đời mà không bị đời là hòa tan chúng ta. Tinh thần hoa sen là như vậy. Cho nên trước hết thì chúng ta phải tu thân, tu tâm, phải không ạ? Thân phải trang nghiêm, thân trang nghiêm, biểu hiện hành xử cũng phải trang nghiêm, nhẹ nhàng giống như hoa sen. Nói phải như hoa sen, hành động như hoa sen, mà suy nghĩ phải như hoa sen. Đó là cái sự thanh khiết. Sống với bản chất thanh tịnh của mình thì mình mới trở về bổn môn Pháp Hoa được. Ngay cả chúng ta mặc áo tràng, đeo pháp y, pháp y chúng ta luôn luôn phải giữ tịnh chánh niệm. Thỉnh thoảng phải nhìn xuống xem hai bên có đều chưa, phải không? Đó là cái chánh niệm của chúng ta. Đeo pháp y mà xịt xoạt không đồng đều là phóng tâm tạp thời. Áo tràng không trang nghiêm, khi mặc áo tràng, mặc pháp y rồi là không chạy nhảy ngồi, nó không có trang nghiêm là không được. Đụng đâu ngồi nói chuyện đó, đụng đâu là nói chuyện đó, như thế thì không đúng theo cái hình tướng của Pháp Hoa. Đi đến đâu là phải biến một cái đạo tràng đó phải thanh tịnh. Xung quanh chúng ta phải sống trong cái niệm thanh tịnh. Bổn môn Pháp Hoa lúc nào cũng gần chúng ta là đạo tràng đó đó. Sống trong niệm thanh tịnh, ở đâu cũng giữ được cái tánh thanh tịnh đó, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Mà cái tánh thanh tịnh này, khi mà nơi nào, chùa nào cần thiết có làm Phật sự, thì từ cái tánh thanh tịnh này, từ cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa này xuất hiện ra những cái hình tướng, đây là những vị Bồ Tát hóa thân để đến đó làm Phật sự cho cái chùa đó, làm cho cái Phật Pháp. Sau khi xong, những hành giả này bắt đầu rút về bổn độ của mình, có nghĩa trở về ngôi nhà vốn có của mình, mà làm được Phật sự không kể công kể lễ gì cả, giống như là nhạn qua nước rồi không để lại dấu vết. Chứ phải chúng ta ủng hộ chùa là chúng ta nói à, tôi cái chùa này tôi cúng 1 tỷ, tôi có công dữ lắm. Như thế thì đó là người thế gian. Mình tu với Phật mà, mình làm sao để cho tâm mình với tâm Phật nó gần nhau. Hòa Thượng tôn sư chúng ta muốn đến gần được, chúng ta phải tu theo cái hạnh của Hòa Thượng tôn sư. Thì cho dù Hòa Thượng ở trong Sài Gòn, chúng ta vẫn gần được. Cũng như ở đây Hòa Thượng trụ trì hướng dẫn chúng ta. Cho dù chúng ta không đến chùa Kỳ Viên, hoặc là vì bận rộn, mà tâm chúng ta tưởng, tâm chúng ta nhớ, hành động theo những gì Hòa Thượng ở đây chỉ dạy chúng ta theo tinh thần Pháp Hoa, thì chúng ta vẫn gần được Hòa Thượng. Chư Phật cũng vậy. Xa hay không là do chính cái tâm của mình, nó thanh tịnh hay không thanh tịnh. Mình tu là mình phải kết nối như vậy, chứ không có tu hình tướng. Cho nên mới gọi là đạo tràng bổn môn Pháp Hoa.
Cho dù có Phật hay không có Phật, có dù có chùa hay không có chùa, nhưng mà người hành giả Pháp Hoa luôn sống trong cái bản thân thanh tịnh bằng cái sự tu niệm của chính mình. Mình tự mình thành lập ra một cái đạo tràng bổn môn trong bản thân thanh tịnh của chúng ta, phải sống với nó. Chứ mà chúng ta tham hoạt, sinh hoạt theo cái hình tướng này mà chúng ta không tập sống với một cái tâm thanh tịnh đạo tràng bên trong của chúng ta thì nó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Không có một cái gì nó có cái sức gia bị cả. Cho nên hòa thượng tôn sư của chúng ta thật tu thật học, đi đâu tự nhiên người ta bị hút về. Bởi vì lực của hòa thượng lớn, cũng như chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta trở tu mà trở thành một cái hoa sen thì hương sen nó sẽ tỏa ngát. Chúng ta tu làm sao bản thân chúng ta là cục 500, để đi đến đâu kim loại tự động automatic hút về cái cục 500 đó. Phải tu như vậy mới được. Cho nên đi đến đâu mọi người kính quý chúng ta là chúng ta mới xứng đáng là hành giả Pháp Hoa. Chứ đi đến đâu mà người ta liếc mắt chề môi ha, rải muối gạo ha, là coi chừng. Sống không phải như hoa sen mà như hoa súng, hoa bụp ha. Như thế thì không có giá trị cho chúng ta. Nên cười cũng cười tươi phải không? Mà nói cũng phải nhẹo nhàng mà nó có lực. Đi đứng giải thoát khoan thai trang nghiêm, đó là cái hạnh thân chúng ta phải cần tu. Thân mà có tu được thì tâm nó mới bên trong mới tu được đấy. Cho nên chúng ta tu từ ngoài vô bên trong, xong rồi tu từ trong ra bên ngoài. Từ ngoài vô trong là dùng hình tướng này để làm cho cái thân chúng ta trang nghiêm. Mà khi chúng ta tụng niệm lễ bái sám hối như cái đạo tràng bổn môn này thì nó thuần về thân, bắt đầu chúng ta đi thẳng vào bên trong, trực chỉ vào cái tâm chúng ta để ý từng ngày từng giờ chúng ta sống có chánh niệm hay không. Chúng ta lễ sống một lễ là chúng ta nhìn coi pháp y chúng ta có bị xịt xoạt hay không, sửa áo tràng lại chúng ta xá Phật, bắt đầu tiếp tục lễ cái lễ thứ hai, lễ trong cái sự thiền định, lễ trong cái sự thanh tịnh, có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên tôi thấy có một số người đó đeo pháp y không để ý, ngay cả mặc áo tràng cũng không để ý nữa, mặc không thấy cái trang nghiêm chút nào đó. Đó là mình mặc cho có vậy không được. Cho cái tướng của con người nó xuất hiện ra từ cái tánh bên trong. Các vị thấy không, Đức Phật của chúng ta rất đơn giản, nhưng mà nó không có thiếu đi cái sự trang nghiêm và uy dung của Đức Phật của chúng ta. Người tu đó, mặc áo nâu sòng đen vậy thôi à, nhưng mà nó toát ra cái uy. Y nâu cũng vậy, chúng ta tu mà được lên y nâu có nghĩa là chúng ta cũng là tương đối là tốt rồi đó. Ra dấn thân phải tu tiếp tục nữa. Cho nên các vị thấy là những ở trong Nam á, những người pháp y nâu, những người rất lẹ làng, rất làm được việc. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta là một đạo tràng tu chân chánh mới được giáo hội để mà tận dụng. Các vị thấy không, trong văn phòng 2 của Trung ương, người trong đạo tràng Pháp Hoa mình vẫn làm. Bất cứ một cái việc to việc nhỏ gì mà Trung ương tổ chức hay là thành phố Hồ Chí Minh Phật giáo mà tổ chức, đạo tràng Pháp Hoa vẫn có mặt để ủng hộ và làm được Phật sự. Lo nước, lo nôi, lo này kia nọ, đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta làm. Thì tôi tin chắc rằng ngay tại thành phố Nha Trang thôi, đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Kỳ Viên dưới sự hướng dẫn của hòa thượng, chúng ta phải cố gắng tu thật nhiều để chuẩn bị dấn thân cùng hòa thượng ra để làm Phật sự công tác hỗ trợ cho Phật giáo của tỉnh, ở đây tỉnh Khánh Hòa phải không ạ? Và đặc biệt là thành phố Nha Trang, và rõ hơn nữa là tại chùa Kỳ Viên chúng ta. Nơi nào chùa nào cần Phật sự, những người hành giả Pháp Hoa dấn thân để làm Phật sự, hộ trì chánh pháp không phân biệt. Khi xong trở về bản thân không ham danh ham lợi. Chúng ta làm được như thế có nghĩa là mới xứng danh là đạo tràng Pháp Hoa mà hòa thượng tôn sư đã mong mỏi chúng ta. Các vị không tin các vị vào Nam coi, những tổ chức lớn đều có hình ảnh của hòa thượng đạo tràng Pháp Hoa. Ngay cả miền Bắc cũng vậy, tổ chức cái gì là đạo tràng Pháp Hoa một dãy bao nhiêu ngàn người. Khi cần là Bồ Tát xuất hiện hết. Chúng ta là những vị Bồ Tát tùng địa giọng xuất mà hòa thượng thường nói, hòa thượng tôn sư. Tùng địa giọng xuất là sao? Là Bồ Tát từ dưới đất vọt lên trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà mình đây không phải từ dưới đất, cái này chui lên không phải, mà là từ tâm địa xuất hiện ra một cái hình ảnh Bồ Tát để cứu nhân độ thế, hoặc là dấn thân để làm Phật sự.
Những vị này xuất phát từ cái tâm địa, có nghĩa cái tâm chân thành, cái tâm thật sự tu hành, giống như mặt đất vậy đó, để làm Phật sự. Cho nên chúng ta mới xuất hiện ở đây. Hôm nay chùa Kỳ Viên cần các vị tề tụ về với một cái tâm địa, có nghĩa tâm chân thành, không tính toán, không lợi dưỡng. Cái tâm địa mới xuất hiện ra cái hạnh Bồ Tát được. Cho nên mới gọi là Bồ Tát tùng địa vọng xuất. Khi xong thì các vị về hết, đâu có ngồi đây rì rì đây chi cả ngày đâu, đúng không? Trừ tu cả ngày thôi. Còn xong việc là chúng ta về hết, trả lại một cái sự thanh tịnh đó. Cho nên khi nói tới đạo tràng Pháp Hoa thì thấy không có gì hết trơn á. Từ cái không nó sẽ có cái có. Từ cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa là không thấy gì cả, không có hình tướng. Nhưng mà đụng chuyện là nó xuất hiện hình tướng để làm Phật sự, xong rồi trở về liền. Hòa thượng tôn sư chúng ta chùa Huy Nghiêm, trên dưới có mình hòa thượng mình, tụng kinh cũng có mình cụ, ăn cơm cũng có mình cụ. Cho nên nhà nước bên đây, ủa tại sao chùa cụ to lớn như thế này mà có nhiều người để phụ giúp cụ không? Cụ nói có mình tôi à. Cái mấy ông nói, ủa tại sao có mình hòa thượng mà xây được cái ngôi chùa này mà dữ vậy? Hòa thượng mới nói khi cần thì Phật tử xuất hiện, và khi không thì không còn Phật tử. Cái nghĩa là như thế đó. Khi cần thì những Bồ Tát tùng địa vọng xuất trở về ủng hộ xây dựng chùa và làm Phật sự. Khi xong thì mạnh ai phải trở về bổn độ của mình chứ, trở về bản chất của mình tu hành. Cho nên các vị thấy không, nhìn hòa thượng có mình hòa thượng tôn sư à, mà xung quanh hòa thượng toàn Bồ Tát không chứ, mấy chục vạn người. Ở đâu có đạo tràng Pháp Hoa đó là đệ tử của cụ không á? Đâu phải lúc nào cũng rần rần đi theo cụ suốt cả mấy chục vạn người ở chùa Huy Nghiêm làm gì? Thấy không? Khi cần mới xuất hiện, còn không thôi. Nhưng mà trong cái không đó là thấy có xuất hiện hết, mà ẩn hết, cần mới xuất hiện thôi. Cũng như ở đây cũng vậy, hòa thượng trụ trì ở đây nó có đạo tràng Pháp Hoa, mình tới mình không thấy mạng nào hết, bởi vì chưa có đúng thời mà. Ông tin vô lúc 5 giờ sáng coi đầy hết trơn đây nè. Đó là cái bốn môn Pháp Hoa và đạo tràng Pháp Hoa nó khác ở chỗ này. Xung quanh hòa thượng trụ trì nói không có ai á, đầy hết trơn hết chứ. Khi cần xuất hiện cho coi đầy thực tế. Đó là cái nghĩa mà chúng ta hiểu được cái đạo tràng bốn môn Pháp Hoa và đạo tràng Pháp Hoa là như thế. Cho nên ở đây thì vài điều tôi xin chia sẻ với Phật tử để cho chúng ta thấy được cái tinh thần tu học của đạo tràng bốn môn Pháp Hoa là thế nào và đạo tràng Pháp Hoa là thế nào, để cố gắng làm sao tu theo cái tôn chỉ của hòa thượng tôn sư chúng ta là tự lợi và lợi ta. Đạo tràng Pháp Hoa là phải sống như hoa sen, nói như hoa sen và hành động phải như hoa sen. Đạo tràng Pháp Hoa là dấn thân trong cuộc đời không bị ô nhiễm bởi đời, hình ảnh hoa sen là như thế, gần bùng mà không hôi tanh mùi bụi. Phải nâng cái giá trị lên để tất cả những hành giả Pháp Hoa này tu làm sao chúng ta trở thành một hoa sen đi vào cuộc đời, tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời và làm vơi bớt nỗi khổ và sự phức tạp trong cuộc đời, đưa tất cả những người khao khổ trở nên một cái cuộc sống hoàn thiện, dấn thân là như thế. Cho nên tất cả chúng ta đều là những vị Bồ Tát tùng địa vọng xuất trên cuộc đời này, nếu như chúng ta thật tu theo Pháp Hoa là như vậy. Cho nên hãy làm nảy nở cái hạnh Bồ Tát của chúng ta lên. Ở nơi nào, tự viện nào cần chúng ta đến một cách chân thành và tâm quyết. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có chùa chúng ta mới tới thì sai lầm. Chùa nào cũng là chùa của tất cả đệ tử cả, đệ tử Phật. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa không phân biệt. Nơi nào cần Phật sự chúng ta đến, xong rồi chúng ta trở về. Các vị hiểu không? Cho nên đây là cái mà hy vọng rằng hành giả Pháp Hoa chúng ta tu hòa nhập trong cuộc đời, cũng như tu với bạn đồng đạo chúng ta hoặc sinh hoạt tại ngôi chùa Kỳ Viên này, hãy làm sống và xứng đáng với sự dạy bảo của hòa thượng trụ trì ở đây, và sống đúng theo tôn chỉ của hòa thượng tôn sư Từ Chí Hạ Quảng mà từng giảng dạy cho chúng ta, và đặt hết những cái tâm tư và cái sự tu vào trong kinh bổn môn Pháp Hoa. Hãy nên chân thành để tụng niệm, hãy nên chân thành để tu niệm, sức gia bì của chư Phật sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Phải tin tưởng điều đó mà hòa thượng tôn sư đã từng làm, hòa thượng trụ trì đã từng làm. Cho nên các vị nhớ, cuộc đời này chúng ta sống thì sống trong cuộc đời thì giống như đi vào trong biển cả, làm sao không có sóng gió. Không có sóng gió thì không gọi là biển. Cuộc đời này không có đau khổ thì không gọi là cuộc đời. Cho nên đi vào đời mà giữ tâm không bị đau khổ, đó là chỉ có những người biết tu
mới không bị khổ đau trước sự đau khổ của cuộc đời. Chúc các vị luôn sống an lạc và hành động như hoa sen để xứng danh là hành giả Pháp Hoa của đạo tràng bốn môn Pháp Hoa và đạo tràng Pháp Hoa của chùa Kỳ Viên của chúng ta. Xin kính các vị luôn an lạc.